Trước đây thì CG cũng đã chia sẻ một cái bài báo, một cái bài blog về việc là chính phủ Trung Quốc đã nhận ra tiềm năng của crypto từ lâu và họ đã ngầm đầu tư vào thị trường này rất là nhiều. Thì mình nghĩ đó cũng là vấn đề hiển nhiên thôi đúng không ạ? Khi mà các bạn không thể cạnh tranh về cái mảng tài chính truyền thống thì các bạn bắt buộc là sẽ phải tìm một cái ngách nào đó để các bạn vào. Và cái cách crypto là một cách rất là tiềm năng. Xin chào các bạn đã đến với kênh Mr. Coin. Hôm nay là ngày thứ bảy cuối tuần rồi và mình sẽ quay trở lại với các bạn trong một video để chúng ta cùng cập nhật diễn biến giá cả và những cái tin tức quan trọng nhất ở trên thị trường tài chính nói chung và thị trường crypto nói riêng các bạn nhé. Đầu tiên về diễn biến giá cả, hôm qua mình có chia sẻ về việc khả năng cao chứng khoán Mỹ sẽ rơi về test cái khu vực hỗ trợ 3912,5 ở đây. các bạn lưu ý là mình đang phân tích chứng khoán Mỹ và sau đó thì mình sẽ phân tích Bitcoin sau. Thì trong cái ngày thứ năm Đặc biệt là buổi chiều buổi tối và ngày thứ sáu thì thực sự là chứng khoán Mỹ nó đã đứt cái khu vực hỗ trợ 3912 này. Các bạn thấy là lý do tại sao mà chúng ta kỳ vọng chứng khoán Mỹ sẽ đứt cái khu vực hỗ trợ này. Đơn giản là bởi vì trước đó chứng khoán Mỹ đã giật lên q shot rồi gặp một cái khu vực gọi là order block rất là mạnh ở đây sau đó thì giảm xuống và ở dưới khu vực hỗ trợ này thì chắc chắn là có rất là nhiều người họ long và họ đặt stop loss ở đây nên đây là một khu vực có rất là nhiều thanh khoản đó nên là mình nghĩ là chứng khoán Mỹ nó sẽ phải phá xuống cái khu vực hỗ trợ này tại vì thị trường thường có xu hướng là đi tới những cái vùng thanh khoản sáng ngày hôm qua thì mình cũng chia sẻ cái phân tích này ở trên nhóm tín hiệu của kênh mr Coin. Thì cái thời điểm đó thì chứng khoán Mỹ nó đang test cái khu vực hỗ trợ này và mình kỳ vọng là chứng khoán Mỹ nó sẽ đục qua khu vực hỗ trợ này. Và bởi vì cái tương quan rất là lớn giữa Bitcoin và chứng khoán Mỹ, nên là lúc đó thì mình kỳ vọng là Bitcoin nó cũng sẽ xuống để phá cái khu vực hỗ trợ này. Mặc dù lúc đó là Bitcoin nó đang ở trong một cái xu hướng tăng đúng không ạ, đỉnh sau cao hơn đỉnh trước và đáy sau cao hơn đỉnh trước nhưng mà bởi vì cái sự tương quan rất là lớn và bởi vì Bitcoin cũng đã có những tín hiệu đảo chiếu rất là mạnh khi mà phải short họ bảo vệ cái khu vực 18.000 tới 18.500 rất là rất là ghê như này. Đó nên mình kỳ vọng là Bitcoin nó sẽ xuống để phá cái khu vực hỗ trợ là 16.655 ở đây. Đó thì mình đã chia sẻ một cái kèo short đó ở thời điểm buổi sáng và tới sáng ngày hôm nay là sáng thứ bảy đó sáng ngày hôm qua sáng thứ sáu thì mình chia sẻ kiểu short này sáng nay là sáng thứ bảy thì kiểu short này đã rất là may mắn là đã đã check được cái profit bên chart bitcoin thì ở trên khung một ngày chúng ta có cái mẫu hình đảo chiều giảm khá là tương đồng với cả diễn biến của cái thời điểm đầu tháng 11 khi mà chúng ta có những cái tin xấu về ftx các bạn thấy là cái thời điểm đầu tháng 11 thì trước đó giá nó đã tạo cái mô hình tăng rất là đẹp chúng ta cũng có ba đợt tăng đúng không ạ mô hình một hai ba bốn năm chuẩn là Elliot rất là đẹp à, thì tạo những cái đỉnh sau cao hơn đỉnh trước và đáy sau à, cao hơn đáy trước à, tuy nhiên thì sau đó giá có cái bộ ba nến đảo chiều này đó các bạn thấy bộ ba nến đảo chiều sau đó đi giảm rất là ghê đứt qua tất cả những cái đáy trước đó à, volume các bạn thấy cũng tăng lên rất là kinh khủng cái đợt này các bạn thấy giá nó cũng tạo cái mô hình tăng ở cái giai đoạn trước rất là rõ rệt chúng ta cũng có năm sóng ở Elliot một hai ba bốn năm ba đợt tăng năm sóng Elliot thì tương đương với là ba đợt tăng đoạn một hai ba sau đó thì giá cũng đã lập cái mô hình ba nến đảo chiều rất là giống nhau các bạn thấy ba cây nến này một hai ba này rất là giống một hai ba cái nến đây đó và thực sự là giá cũng đang à, bắt đầu bắt đầu giảm rất là mạnh rồi đó thì um, nếu mà nó lặp lại y như là cái giai đoạn cũ á, đó nó đi tìm thanh khoản ở phía dưới như là đoạn cũ thì um, chúng ta phải cẩn thận là cái đoạn này nó có thể là chưa phải là cái điểm dừng của cái đa giảm này đâu mà có thể là nó sẽ test xuống tiếp cái khu vực hỗ trợ ở dưới này cơ nó giống như là cái đợt này các bạn thấy là nó nó cắt qua cái này luôn và thậm chí là nó còn phi đứt qua cả cái vùng đáy lập từ trước đó luôn nó rất là ghê à, thực sự là các bạn nhìn những cái giai đoạn giảm trước đó của bitcoin thì thường là nó sẽ cắt qua khá là nhiều những cái đáy mình nghĩ lý do nó cũng đơn giản thôi tại vì bitcoin thị trường cái thanh khoản nó, nó thường là thanh khoản kém nói thẳng ra thì trường bitcoin thanh khoản kém nên là để mà ra vào lệnh thì họ phải tạo mô hình này để mà họ trap và thường là sẽ phải cắt qua nhiều cái lớp hỗ trợ thì nó mới có đủ thanh khoản để những cái whales họ thoát được cái lệnh của mình hoặc là những ông nào long ông whales long thì ông có thể vào vào đủ cái lệnh đó hiện tại thì các bạn thấy là là chúng ta bật cái khung một h lên đó thì mặc dù là Bitcoin nó đang test cái khu vực hỗ trợ ở đây rồi, một cái một cái target cho lệnh short mình đánh dấu ở đây. Đó thì đã quét xuống dưới cái khu vực là 16.600, 16.500 ở đây rồi. Tuy nhiên, các bạn nhìn volume các bạn thấy là cái volume này nó vẫn còn yếu lắm. Có nghĩa là bây giờ là vẫn chưa kill xong cái đội long, đội long vẫn chưa chưa thanh lý đâu. Họ vẫn đang gồng đấy và mình nghĩ là nó phải phải kill cho đến khi nào mà các bạn thấy cái volume là nó tăng rất là kinh khủng như này thì cho thấy là cái đội lo là không chịu được là phải cắt lỗ hết hoặc là thanh lý hết. Đó tại vì thực sự bây giờ các bạn xem dữ liệu future các bạn thấy là hiện tại thì thực ra đa phần mọi người đa phần số account cao thì bây giờ lại đang đi long lên trong khi whales thì lại đang short đúng không? Whales đang short nhưng mà đa phần mọi người thì đã đang long lên. Đó. Đó nên là nói chung là mình không đoán được trước tương lai đâu mình chỉ chia sẻ cái ý kiến riêng của mình thôi các bạn tham khảo thôi thì cá nhân mình nghĩ rằng là cái đợt q này có thể là nó chưa kết thúc đâu đặc biệt là khi chúng ta nhìn cái ông chứng khoán mỹ thì có thể là ông chứng khoán mỹ sẽ còn đục xuống tiếp cái khu vực hỗ trợ ở đây thậm chí là sẽ test luôn cả cái cả cái vùng đánh này ở cái khoảng 3 bảy thì có thể là bitcoin là nó vẫn chưa q long xong đâu có thể là nó nó sẽ về tiếp xuống cái vùng này mình biết là cái tâm lý bây giờ tại sao mà à, giá nó giảm như vậy, xuống giảm như vậy mà mọi người lại à, và lo lo rất là nhiều. Cái tâm lý nó rất là đơn giản thôi, đó là bây giờ chúng ta thấy giá nó giảm như này chúng ta không không dám vào short. Chúng ta sợ short đáy đúng không ạ? À, đặc biệt là khi mà giá đã gần cái hỗ trợ, nó đang ở cái hỗ trợ như này rồi chúng ta sợ là short đáy. Thì chúng ta không short nhưng mà chúng ta muốn đánh future, đúng không ạ? Cuối tuần thì mọi người rảnh rỗi mọi người đánh muốn đánh future. Mà không short thì bây giờ phải lo, không ạ? lo nhưng mà lo bây giờ thì mình cảm thấy là chưa có đầy đủ tín hiệu cho thấy là cái đợt ở Q long này đó, nó đã kết thúc. Đó là một và thứ hai là các bạn bật không gắn lên thì vẫn chưa hình thành được cái xu hướng tăng đâu, giá vẫn đang ở trong những kênh giảm rất là rõ rệt. Bật những đường uh, trung bình lên như là đường MA2 này, đúng không ạ? thì giá vẫn ở dưới MA200, rồi uh, VWAP thì vẫn đang đi xuống nhiều. Bản thân mình thì mình sẽ vẫn tiếp tục chờ đợi cho tới khi nào mà giá có những cái cú kill long thực sự là đẩy hết mọi người ra khỏi nó đẩy hết thì cũng không thể nào biết được chúng ta không thể nhìn được cái số liệu mà CG nhìn thấy thì chúng ta chỉ hy vọng là uh, giá có những cái cú đâm rất là mạnh và volume tăng lên rất là cao thì khả năng lúc đó là đa phần bị thế long là đã bị kill và chúng ta chờ đợi khi nào mà cái đường MA200 nó đi ngang này rồi VWAP nó cũng đi ngang ra đó sau đó thì có cái sự giao cắt À, với nhau à, rồi uh, ma 200 uh, nó đi tăng dần lên đúng không ạ à, rồi cũng vậy rồi giá ở trên hai đường này thì lúc đó hình thành cái xu hướng tăng ở trên không thời gian nhỏ thế lúc đó thì mình sẽ có thể tìm kiếm cơ hội vào cái lệnh long lên bây giờ mà long lên thì mình nghĩ là khá là sớm đó để mà short thì uh, cái đoạn này short thì mình nghĩ là chúng ta uh, có thể là phải để cái slot nó xa một chút chấp nhận là chúng ta vào sau thì chúng ta phải có cái rr thấp hơn không thể nào bằng những người mà họ quan sát từ cái lúc mà giá nó đang tăng là họ đã ngồi họ họ canh khi nào có tín hiệu vào vào short thì những người này thì họ canh như vậy thì họ được rr cao là đúng rồi bây giờ chúng ta vào muộn mà chúng ta không muốn đánh cản tàu thì chúng ta chấp nhận là rr nó thấp hơn nó đơn giản như vậy đó còn nếu chúng ta muốn vào long thì bản thân mình cảm thấy bây giờ vẫn chưa phải thời điểm đẹp để long đâu đó. đó cái này thì thì mình cũng chia sẻ ở trong cái nhóm uh, telegram rồi đó thì có gì thì mình sẽ tiếp tục cập nhật ở trong cái cái nhóm này đó, mình cũng sẽ cập nhật ở trên youtube nhưng mà chắc chắn là nó sẽ không nhanh được bằng ở trên nhóm telegram về tin tức thì trong tháng 12 này mình thấy còn có tin GDP của Mỹ sẽ ra vào 8 giờ 30 tối thứ năm tuần sau ngày 22 tháng 12 và tin về chỉ số lạm phát uh, PCE uh, sẽ ra vào uh, uh, cũng buổi tối 8 giờ 30 phút ngày 23 tháng 12 là thứ sáu tuần sau là hai cái tin quan trọng còn lại của tháng này và của năm nay còn sau đó thì khả năng cao mọi thứ sẽ trầm dần về mặt tin tức khi mà mọi người đón lễ giáng sinh và năm mới kết thúc một cái năm 2022 với nhiều kỷ niệm khó quên trên thị trường tài chính nói chung và thị trường crypto nói riêng ba cái diễn biến quan trọng nhất tác động lên cái tình hình tài chính và kinh tế thế giới trong năm nay là thứ nhất là việc Fed nâng lãi suất lên và hút tiền khỏi nền kinh tế này Thứ hai là việc Nga họ đánh Ukraine và thứ ba là chính sách zero covid ở Trung Quốc. Hết năm 2022 rồi, Fed họ cũng đang dần chuẩn bị cái việc là sang năm họ có thể là sẽ không nâng lãi suất lên nữa, có thể là chỉ nâng một hai lần nữa thôi, sau đó thì giữ cái lãi suất ở một cái mức cố định ở một vùng cao cố định. Đó, cái yếu tố tiếp theo là Trung Quốc thì như các bạn biết mình cũng đã chia sẻ ở trong những cái video gần đây rồi là Trung Quốc họ cũng đang nới dần cái chính sách Zero Covid để tiến tới mở cửa lại toàn diện vào năm 2023. Còn cái tình hình cuộc chiến giữa Nga và Ukraine thì hiện tại ra sao? Ở đây thì chúng ta có cập nhật mới nhất về tình hình cuộc chiến ở trên trang báo điện tử Azazera. Đợt bắn phá của Nga đã giết ít nhất sáu người và khiến cho các tòa nhà bị cháy ở thị trấn uh, Kurakov miền đông ukraine tổng thống nga vladimir putin phát biểu rằng cuộc chiến ở ukraine có thể sẽ kéo dài nhưng mà hiện tại thì uh, nga thấy chưa cần điều động thêm quân đội tham chiến ngoài ra thì ông putin cũng nói rằng là rủi ro chiến tranh hạt nhân đang gia tăng nhưng cũng khẳng định luôn là nga chưa điên và chỉ coi cái kho vũ khí hạt nhân của mình như cái phương tiện phòng thủ belarus đồng minh thân cận của nga thì lên kế hoạch điều động khí tài quân sự và quân đội để diễn tập chống khủng bố khiến cho cộng đồng lo ngại là nga có thể sẽ sử dụng belarus để đánh ukraine thêm một lần nữa đọc những cái thông tin này thì chúng ta thấy rõ ràng là cuộc chiến ở ukraine đã kết thúc giai đoạn chiến tranh tổng lực rồi và hiện hai bên chỉ đang răng co ở khu vực ranh giới cũng như là bắn tên lửa qua lại phía nga thì vẫn liên tục tạo lực nhưng mà không thấy họ muốn leo thang cuộc chiến nữa không thấy họ muốn mở rộng chiếm thêm à, những cái phần đất đai của ukraine nữa đó và nên là mình cảm thấy là cái giai đoạn căng thẳng nhất của cuộc chiến là nó đã có thể là qua đi đó và cuộc chiến này nó đang dần dần là giảm cái cường độ xuống giảm dần xuống các bạn có thấy một cái sự trùng hợp rất là kỳ lạ và đáng ngạc nhiên không ạ cả ba cái sự kiện uh, là ông fed nâng lãi suất này rồi ông trung quốc zero covid rồi ông nga đánh ông, ông ukraine thì ba sự kiện này nó đã gây ra rất là nhiều những cái khủng hoảng về giá tài sản này về tài chính này rồi về mặt kinh tế thì kéo theo lạm phát rồi uh, những vấn đề về kinh tế ở rất là nhiều quốc gia đặc biệt là những quốc gia mà yếu như là sri lanka chẳng hạn thì người dân họ thiếu thốn những cái hàng hóa cơ bản giá cả leo thang cuộc sống của họ không được đảm bảo thì họ còn nổi dậy một cái khủng hoảng về kinh tế chuyển thành một khủng hoảng về chính trị và xã hội đó thì um, mình, nghĩ là nói cái này nó cũng không nó nó cũng không phải là là không đúng đó là những cái vấn đề này thì nó do ba cái sự kiện này nó gây ra thì rất là trùng hợp là cả ba sự kiện nó đều đang có dấu hiệu thoái trào và chấm dứt dần cái cường độ của nó vào năm 2022 này đúng không ạ thì Fed có thể là sẽ tiếp tục nâng lãi suất một hai lần nữa nhưng mà khi mà họ đã nói về câu chuyện là họ sẽ chuẩn bị không nâng lãi suất nữa họ sẽ để lãi suất ở mức trần vào từ 2024 2025 và họ sẽ giảm dần thì chúng ta đã thấy là cái kỳ vọng về phép nó đã tốt hơn rồi chúng ta đã thấy gọi là cái ánh sáng cuối đường hầm rồi trung quốc thì đã tuyên bố rằng là sẽ nới lỏng dần chính sách zero covid sau năm sau thì sẽ mở cửa lại toàn bộ còn nga và ukraine thì rõ ràng là hai ông đánh nhau như này thì hai ông lúc nào cũng phải nói rất là căng nhưng mà thực tế ở trên chiến trường các bạn đọc cái thông tin các bạn thấy là cái cường độ nó đã giảm đi rồi đó, cuộc chiến nó cũng đang dần trôi qua đó nên là mình có chia sẻ ở trong nhiều video trước là mình cảm thấy không chỉ có bitcoin nó có tính chu kỳ theo thời gian mà nhiều thứ khác cũng có cái tính chu kỳ như vậy tại sao lại như vậy thì thực sự chúng ta cũng cũng khó để mà giải thích được à, nhưng mà các bạn mà để kỹ là không chỉ có giá cả à, thị trường nó biến động theo sóng xin mà rất là nhiều thứ khác nó cũng có cái kiểu hình như vậy như đã chia sẻ ở trong video trước về lộ trình của Fed đối với cả chính sách tiền tệ thì trước mắt kế hoạch của Fed sẽ là nâng lãi suất thêm một hai đợt nữa ở trong năm 2023 và sẽ giữ lãi suất ở vùng cao tới hết năm 2023 khả năng là ở vùng 5,1%. Mặc dù như mình đã chia sẻ ở trong nhiều video trước là thị trường tài chính thường phản ứng trước thông tin nếu mà thị trường tài chính kỳ vọng Fed sẽ bắt đầu hạ lãi suất từ năm 2024 thì thị trường sẽ không chờ tới năm 2024 mới tăng trưởng mà thường là sẽ tăng trước thời điểm đó khoảng 3 tháng cho tới 6 tháng. Thị trường tài chính phản ứng trước cái thông tin của Fed nhưng mà nền kinh tế thật thì lại thường phản ứng sau cái thông tin. Thông tin ở đây mình không nói là cái thông tin ở trên báo mà là cái 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 việc cái hành động của Fed, họ thực tế họ nâng, họ hạ lãi suất như nào. À, thì nói là cái thông tin thì có thể là sẽ hiểu lầm thì mình sẽ nói lại là thị trường tài chính phản ứng trước hành động của Fed nhưng nền kinh tế thật thì lại thường phản ứng sau hành động của Fed ở đây cho dễ hình dung thì mình sẽ vẽ một cái đồ thị ra để các bạn hình dung dễ hơn thì các bạn thấy đây là trục thời gian đúng không ạ cái vấn đề mà nâng hạ lãi suất của Fed đó thì nó cũng thay đổi theo cái hình xin này thôi nó, thời điểm mà Fed nâng lãi suất lên sau đó thì giảm lãi suất xuống thì nó cũng thay đổi theo hình xin các bạn bật trading view các bạn tra đó, Fed fund rate các bạn sẽ ra cái kiểu hình này đúng không ạ tất nhiên là nó không phải như này đâu nhưng mà cái cái dạng hình xin này thì nó lặp đi lặp lại như vậy đó thì đây là là cái gọi là cái um, chu kỳ về lãi suất của Fed thì các bạn ấy kỹ các bạn thấy là thị trường tài chính là là thường là thường là nó sẽ đi nó sẽ đi ngược với cả cái này đúng không ạ khi mà Fed nâng lãi suất thì thường là thị trường tài chính là nó sẽ giảm nhưng mà nó thường giảm trước đó. còn uh, về kinh tế kinh tế thì nó cũng đi ngược so với cả lãi suất của của Fed nhưng mà nó lại thường đi sau đó ví dụ ở đây cái đoạn này chẳng hạn và Fed bắt đầu Năng lãi suất lên thì thường là thị trường sẽ không không phải trời đây thì thị trường mới giảm đâu có thể là thị trường sẽ giảm trước đó thị trường sẽ giảm trước và đạt đáy trước khi mà cái lãi suất này đạt đỉnh và khi mà lãi suất này bắt đầu giảm thì thị trường sẽ đã bắt đầu tăng rồi và thường là đạt đỉnh trước khi mà cái lãi suất này nó đạt đáy còn cái nền kinh tế chung thì nó sẽ chậm hơn sau khi mà lãi suất bắt đầu được nâng lên rồi thì một thời gian sau các doanh nghiệp mới bị chịu ảnh hưởng ví dụ như là đoạn này lãi suất bắt đầu tăng chẳng hạn thì một thời gian sau cái hoạt động sản xuất kinh tế nó vẫn bắt đầu nó đi xuống còn đến đoạn này khi mà lãi suất bắt đầu đạt đỉnh rồi thì thường là phải sau đó phải sau đó thì nền kinh tế mới bắt đầu đi đi lên có nghĩa là sau khi mà lãi suất được hạ xuống thì một thời gian sau thì nền kinh tế mới bắt đầu đi lên đó nếu các bạn thấy cái thời điểm đạt đáy của nền kinh tế nó sẽ muộn hơn so với thời điểm đạt đỉnh của lãi suất đó lý do rất là đơn giản thôi tại vì những cái chi phí này kia thì một tháng chúng ta mới trả một lần đúng không ạ? làm doanh nghiệp thì một tháng các bạn trả lương cho nhân viên một lần, một tháng các bạn trả chi phí một lần, một tháng các bạn trả lãi vay một lần. thậm chí là lâu hơn. đó nên là thường là mọi thứ nó sẽ diễn ra sau. thứ hai nữa là bởi vì tất cả những cái doanh nghiệp, tất cả mọi người dân thì thường là đều có một cái gọi là saving, thường là có những cái gọi là tiền đó, tiền tiết kiệm đó. đó, đó, ngân quỹ này kia thì chính cái saving này nó cũng có vai trò khiến cho những sự kiện trong nền kinh tế là nó sẽ diễn ra chậm hơn so với cả cái chính sách của Fed. À, giống như là khi mà Fed đã nâng lãi suất từ đầu năm, từ tháng 3 năm 2022 này rồi, đúng không ạ? thì bắt đầu là những cái chi phí lãi vay này kia là bắt đầu là nó tăng lên rồi. xong rồi điều kiện lãi suất cao thì doanh thu bắt đầu giảm rồi. À, nhưng lúc đó thì cái saving, cái tiền tiết kiệm của các doanh nghiệp, của mọi người nó vẫn còn đó mọi người dùng cái tiền đó vẫn ok nó nên là cái điều kiện mọi thứ mọi người cảm thấy nó vẫn ổn đúng không ạ các bạn thấy là từ đầu năm nay tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 6 mọi thứ vẫn rất, rất là ổn không có vấn đề gì cả nhưng mà từ đoạn cuối năm dần tháng 8, 9, tháng 10 thì bắt đầu là những cái ảnh hưởng của cái việc phép năng lãi suất là nó bắt đầu xuất hiện đó ví dụ như ở việt nam nhiều khi các bạn thấy là bây giờ đi mua xăng chẳng hạn xếp hàng rồi chạm xăng không có xăng để bán các bạn thì cũng một phần là bởi vì ngân hàng Việt Nam nâng lãi suất theo phép đó cũng một phần là bởi vì cái giá dầu tăng thì nó bị ảnh hưởng bởi cả những cái sự kiện ở trên thế giới nữa nhưng mà cái tác động của ông Fed là nó cũng có ảnh hưởng tới cái cuộc sống hàng ngày của mọi người không chỉ ở Mỹ mà ở cả trên thế giới thì những cái tác động này nó thường diễn ra sau khi mà Fed có những cái hành động về thay đổi chính sách tiền tệ về lãi suất về bơm tiền hút tiền đó nên là các bạn mình nghĩ là thị trường tài chính thì luôn luôn là nhanh nhất sau đó thì um, cái nền kinh tế thật là nó thường là bị chậm hơn những anh chị nào mà làm uh, kinh doanh lớn, họ đầu tư lớn thì mình nghĩ là cũng có thể uh, tham khảo những cái ý tưởng này, tại vì thực ra là nó lặp đi lặp lại như vậy suốt, nó thì sẽ có thể đưa ra quyết định uh, và chuẩn bị mọi thứ nó ổn hơn, đó thì cái đó là mình chia sẻ uh, sau khi mà mình uh, mình quan sát được nhiều uh, ở trên thị trường, đó thì mình thấy cái này rất là hay mình chia sẻ với cả mọi người. Ở trong cái bài báo này thì chúng ta có một cái nhận định là nếu mà Fed giữ lãi suất cao ở trong năm 2023 thì nhiều doanh nghiệp gọi là zombie companies là sẽ phá sản. Đó. À, đây là những cái doanh nghiệp mà được định nghĩa là vay nợ rất là nhiều. Đó rất là nhiều nợ. Thường là thông qua việc phát hành trái phiếu nhưng hiện làm ăn không có lãi nên không thể trả được nợ đặc biệt là trong cái tình hình mà lãi suất đang tăng và có thể được giữ ở mức cao trong 12 tháng tới. Trước đây thì những cái doanh nghiệp này có thể vay vốn với lãi suất rất là nhỏ, chỉ 1% một năm. Mà bây giờ để huy động vốn mới họ phải trả cái lãi suất lên tới 10,5% một năm. Nên là nếu mà họ làm ăn không có lãi, không có tiền trả nhân viên, không có tiền trả chối nợ thì họ khó có thể sử dụng được cái chiêu bài là phát hành trái phiếu mới để trả lãi trái phiếu cũ hay nói đơn giản là vay nợ mới để trả nợ cũ được đó và rất là nhiều doanh nghiệp này sẽ ra đi sẽ phá sản chúng ta có cảm giác là mỗi khi fed nâng lãi suất lên nó giống như một cái đợt thanh lọc để mà xóa sổ những cái doanh nghiệp làm ăn không hiệu quả không có lợi nhuận và chỉ để lại những cái doanh nghiệp hiệu quả nhất thôi đó và cái điều này mình thấy là nó đúng ở trong rất là nhiều ngành nghề đó khi mà fed chỉ kiểm soát một cái thông số là lãi suất Thực ra còn một thông số nữa là cung tiền nhưng mà à, lãi suất thì nó ảnh hưởng cả tới cung tiền. Trước đây thì chỉ kiểm soát lãi suất thôi nhưng mà bây giờ sau năm 2007 2008 thì họ kiểm soát thêm cả cung tiền nữa. nhưng mà họ chỉ kiểm soát một số những biến số rất là nhỏ thôi mà cái khả năng tác động của họ lên cả nền kinh tế tất cả mọi ngành nghề rất là kinh khủng. Thì những cái đợt này thì bản thân mình cảm thấy nó giống như là đợt thanh lọc vậy. Đó thì những cái doanh nghiệp nào mà yếu kém hoạt động không hiệu quả, hiệu quả ở đây là là với cùng một nguồn vốn như vậy các bạn tạo ra giá trị bao nhiêu hoặc là để mà làm ra từng là doanh thu các bạn phải có chi phí càng nhỏ càng tốt đúng không ạ nếu mà tạo ra doanh thu lớn nhưng mà cái chi phí quá nhiều thì cũng không phải là hiệu quả thì những doanh nghiệp kiểu đó chắc chắn là sẽ phải sống bằng cái việc vay nợ mà khi mà phép nâng lãi suất lên một phát thì họ không thể trả được nợ cũng rất là khó để huy động cái nợ mới để trả nợ cũ đó thì những doanh nghiệp này khả năng là sẽ ra đi chỉ để lại những cái doanh nghiệp hiệu quả nhất thực ra là chính trong những cái giai đoạn này chúng ta lại tìm ra được những cái doanh nghiệp rất là tốt ngay cả trong crypto như vậy chính trong giai đoạn này chúng ta cũng tìm ra được những cái dự án rất là tốt đó một cái điển hình đó chính là polygon matic đó các bạn thấy là cái dự án này nó khá là trầm ở trong giai đoạn uptrend cái danh tiếng của nó nó không nổi như cồn như là solana như là near nó nhưng mà trong downtrend họ kiểm soát chi phí kiểm soát dòng tiền rất là tốt vẫn liên tục có những cái sự hợp tác mới vẫn liên tục tạo ra những cái thanh thế mới đó vẫn liên tục mở rộng hệ sinh thái của mình thì ở trong cái mùa uptrend thì họ sẽ gặt lại được những cái thành quả đó khi mà cộng đồng hiểu rằng là cái hệ sinh thái của họ đã rất là lớn nhiều người sử dụng họ đó thì đồng coi của họ lên giá thì họ lại làm chiêu bài là bán coi lấy tiền đúng không ạ sang mùa downtrend thì dùng cái tiền đó để phát triển rồi mua uptrend thì lại tiếp tục bán coi đó thì nghe có vẻ hơi scam nhưng mà thực ra các bạn ý là rất là nhiều doanh nghiệp về công nghệ không chỉ ở trong lĩnh vực crypto thì họ hoạt động đâu có lời đâu đúng không ạ như là Amazon thì phải 10 năm mới hoạt động có lời thì chắc là họ phải tìm cách để mà họ à, có thể là không tăng trưởng về cái mặt gọi là mặt à, lợi nhuận mà họ phải tăng trưởng về số lượng người dùng về dự án về cộng đồng về mạng lưới để khi mà uptrend đến họ gọi được thêm tiền và họ dùng tiền đó để họ sống đó thì cái câu chuyện này nó không chỉ xảy ra đối với cả à, crypto mà xảy ra với cả rất là nhiều doanh nghiệp khác về công nghệ ngay cả shopee rồi À, ngay cả Grab này kia thì họ cũng phải sống bằng tiền nhà đầu tư đó tại vì trên một cái quy mô hoạt động như vậy mặc dù họ tạo nhiều giá trị nhưng mà à, thực tế là họ vẫn chưa có lợi nhuận đó họ vẫn chưa thể tự nuôi được họ trước khi đến với phần tiếp theo của video mà mình sẽ chia sẻ những thông tin về thị trường crypto thì mình cũng muốn giới thiệu với các bạn một cái chương trình rất là hay đến từ sàn OKX một cái đối tác của kênh Mr. Coin thì đó là chương trình nhận APY lên tới 100% từ OKX Web 3 Yield thì OKX Web3 Yield là một cái nền tảng tổng hợp đầu tư ở trên Web3 của OKX. Nền tảng này tổng hợp các cái sản phẩm đầu tư từ nhiều giao thức trên nhiều blockchain khác nhau, hỗ trợ đầu tư liên token chỉ với một click và cho phép nhà đầu tư tiếp cận với nhiều thông tin đầu tư. Để tri ân người dùng nhân dịp khai trương tính năng này thì OKX Web3 Yield sẽ cho người dùng 100% APY trong 15 ngày từ 15 tháng 12 cho tới 30 tháng 12 năm 2022 nhưng mà tối đa mỗi tài khoản mỗi tài khoản các bạn nhớ có thể kiếm được uh, là 20 USD đó để mà tham gia thì các bạn sử dụng điện thoại sử dụng điện thoại chứ không phải sử dụng desktop đó sử dụng điện thoại vào cái link này để tham gia thì link mình có để ở phần mô tả của video này các bạn click vào các bạn nạp 500 USDT vào ví web 3 của OKX và các bạn sẽ đủ điều kiện để kiếm 100% APY từ cái OKX web 3 yield này ở trong cái thời điểm diễn ra chương trình là từ ngày 15 cho tới ngày 30 và các bạn lưu ý là chỉ hợp lệ cho tất cả người dùng ứng dụng OKEx trên điện thoại mà thôi. Những người dùng này thì chưa được sử dụng Yield ở trên OK Wallet bao giờ. Chứ sẽ không hợp lệ nếu mà các bạn đã sử dụng tính năng Yield ở trên OK Wallet rồi hoặc là các bạn sử dụng ở trên Desktop thì cũng không được. Đó thì mình nghĩ đây là một cơ hội khá là hay để các bạn có thể kiếm được cái APY nó cao. Tại vì là chương trình khuyến mãi nên là OKEx họ boost cái APY lên 100% một năm và các bạn thể uh, trải nghiệm xem như nào đúng không ạ? Nếu các bạn hâu coi thì có thể cân nhắc sử dụng cái nền tảng này để có thể uh, sinh lời ở trên đồng coi các bạn. Tại vì uh, cái này thì nó cũng liên kết với cả những cái giao thức về DeFi rồi về uh, staking, về yield farming này kia thì họ làm cái giao diện dễ dàng hơn để các bạn sử dụng mà thôi. Tiếp theo là những cái thông tin về thị trường crypto, hôm nay nhà báo Wu Blockchain đã đưa tin rằng sàn Binance năm nay có khả năng là sẽ giảm tiền thưởng cho nhân viên khá nhiều một số tin ở Binance đã nhận được cái thông báo là 20% số nhân viên có thành tích kém nhất sẽ không có tiền thưởng bonus. Tiền thưởng của Binance sẽ được phân phát cho mọi người vào trước kỳ nghỉ Tết âm lịch là vào dịp cuối tháng 1 sắp tới. Năm ngoái khi mà thị trường crypto rất là tốt thì nhiều team ở Binance có số tiền thưởng lên tới 20 tháng lương. Đó, những nhân viên bình thường thì cũng có tiền thưởng lên tới 10 tháng lương có nghĩa là các bạn làm một năm mà bằng các bạn làm 2 cho tới 3 năm. Mặc dù đây là thông tin không hay với Binance nhưng mà so với cả những sàn khác thì Binance vẫn có một cái vị thế tài chính tốt hơn và có thể nói là Binance đã vượt qua được năm 2022 đầy thử thách này và vẫn tồn tại. Theo thống kê thì toàn ngành crypto toàn cầu thì đã cắt giảm hơn 10 000 nhân viên trong khi đó thì Binance vẫn tiếp tục tuyển dụng thêm và số lượng nhân viên toàn cầu đã vượt qua con số 8.000 người và hơn 6.000 nhân viên vẫn sẽ được thưởng Tết. Binance đã vượt qua được năm 2022 rồi, sau năm 2023 thì mình hy vọng là mọi chuyện sẽ tốt lên đối với cả thị trường crypto nói chung chứ không chỉ riêng gì đối với Binance. Hôm trước mình có đưa tin về việc là Hồng Kông đã cấp phép cho một cái công ty mang tên là CSOP Uh, Asset Management được quyền uh, phát hành những cái loại sản phẩm ETF, những cái sản phẩm quỹ mở, track giá trị Bitcoin và Ethereum Futures để cho những nhà đầu tư cả nhỏ lẻ cả tổ chức có thể đầu tư vào Bitcoin và Ethereum được dễ dàng hơn. Cái sản phẩm ETF này đã được niêm yết vào ngày hôm qua, hôm thứ sáu và đã nhận được cái số tiền đầu tư khá là lớn lần lượt là 59 triệu đô cho quỹ Bitcoin và 20 triệu đô cho quỹ Ethereum. Đây là sản phẩm ETF cho crypto đầu tiên được cấp phép chính thức tại châu Á và tài sản mà các cái quỹ này nắm giữ sẽ là các hợp đồng tương lai futures được giao dịch ở trên sàn CME của Hoa Kỳ và những sản phẩm tài chính rất là chuyên nghiệp, rất là chính thống lần đầu tiên được Hồng Kông phát hành ở châu Á. Việc cấp phép cho sản phẩm ETF này thể hiện quyết tâm của Hồng Kông trong việc trở thành một cái trung tâm tài chính crypto ở châu Á, mà Hồng Kông là của Trung Quốc. Những động thái này càng khẳng định rằng Trung Quốc bên ngoài thì có vẻ là cấm đoán anti-crypto, nhưng mà thực tế bên trong thì họ ủng hộ crypto. Nếu xét về thị trường crypto hiện tại thì các cái sàn giao dịch mạnh nhất vẫn là những cái sàn có nguồn gốc từ Trung Quốc. Mặc dù CZ có nói thế nào đi chăng nữa nhưng bản chất Binance là một công ty Trung Quốc. Các bạn nào mà biết những cái người làm việc cho Binance hoặc là những cái người bạn à, biết thông tin về Binance thì thực tế Binance là một công ty hoạt động theo văn hóa của Trung Quốc, à, công ty của người Trung Quốc. À, những cái mối quan hệ tương trợ lẫn nhau giữa các cái sàn, giữa những cái founders của những cái sàn Trung Quốc như là Binance, OKX, OK, KuCoin, Gate, Bybit, Huobi thì rất là rõ ràng. Mặc dù là họ cố tình giấu à, để mà họ tạo cho mọi người cảm giác rằng đây là những cái sàn quốc tế, sàn của mọi người nhưng mà thực ra là của Trung Quốc và nếu Trung Quốc đã thành công trong việc xuất khẩu rất là nhiều hàng hóa ra thế giới thì crypto sẽ giúp cho họ chiếm được thị phần của mảng dịch vụ tài chính một cái mảng dịch vụ mà phương Tây từ trước tới nay luôn chiếm ưu thế các bạn hình dung bây giờ rất là nhiều người tham gia crypto và có khả năng cao là sẽ có thêm nhiều người tham gia thị trường này ở trong cái giai đoạn sau khi mà thị trường này nó uptrend trở lại thị trường crypto không đơn thuần là một cái thị trường về sản phẩm hay là dịch vụ giống như là những cái thị trường khác mà cái thị trường này là một cái thị trường tài chính ở trong thị trường tài chính thì người ta có thể giàu lên hoặc nghèo đi các doanh nghiệp có thể lớn lên rất là khổng lồ hoặc có thể phá sản các chính phủ nếu mà sau này họ chữ crypto họ chữ bitcoin làm tài sản dự trữ thì cái thị trường tài chính crypto này có thể ảnh hưởng tới cái sự ổn định xã hội của cả các quốc gia nữa chưa kể cái khả năng là có một số đồng coin sẽ trở thành phương tiện giao dịch hàng ngày của mọi người Giống như là Bitcoin đã trở thành một cái phương tiện giao dịch hàng ngày của những người ở đất nước El Salvador Càng nhiều người trên thế giới tham gia vào cái thị trường crypto, thị trường tài chính này thì nó càng có tầm ảnh hưởng nhiều Và đơn vị nào mà cung cấp được dịch vụ về crypto cho càng nhiều người Thì đơn vị đó không chỉ thu lợi nhiều khi mà thị trường uptrend, thị trường trở thành mainstream mà đơn vị đó có khả năng ảnh hưởng rất là nhiều tới những cá nhân, những cái tổ chức, những cái chính phủ và tham gia cái thị trường này. Thực tế thì phương Tây, Mỹ họ đã rất là thành công trong việc uh, uh, xây dựng một cái thị trường tài chính, xây dựng những cái tổ chức uh, cung cấp dịch vụ về tài chính và có sức ảnh hưởng lên toàn thế giới. Và điển hình trong số đó là Fed, đúng không ạ? Thực chất thì Fed đó là một cái công ty cổ phần và đây là danh sách của những cái ngân hàng nắm giữ cổ phần của fed thực ra những cái tiền pháp định mà các bạn sử dụng hàng ngày cho dù là việt nam đồng hay là à, những cái đồng tiền pháp định khác thì đó đều chỉ là một cái dạng phái sinh của đồng đô la mỹ mà thôi tại vì cái lý do tất cả mọi quốc gia họ đều cần phải có đô la mỹ để họ mua bán những cái hàng hóa máy móc quan trọng rồi họ xuất khẩu họ cũng sẽ muốn được thanh toán bằng đô la mỹ mà kinh tế các quốc gia bây giờ thì họ đều phải mở ra Nếu không thì rất là khó để mà sống Nếu không thì sẽ giống như Triều Tiên đúng không ạ Thực ra khi mà Mỹ họ nâng họ lãi suất Thì các cái quốc gia khác cũng phải nâng hạ lãi suất theo Nên cái tiền pháp định các bạn đang sử dụng hàng ngày á Nó cũng chỉ là phái sinh của đồng đô la mà thôi Giống như các bạn sử dụng đồng tiền giấy do Fed in ra vậy Đó nên là cái sức mạnh của Fed của Mỹ Của phương Tây ở trong cái thị trường tài chính truyền thống Là nó đã được thể hiện rất là rõ ràng rồi Chẳng qua có một điều là Phương Tây họ họ có một cái rất là hay đúng không ạ? Bây giờ thì mọi người đều hướng về phương Tây và họ uh, sử dụng dịch vụ của phương Tây một cách rất là hiển nhiên. Và ở Việt Nam cũng vậy, chúng ta tin tưởng vào những cái dịch vụ mà Mỹ cung cấp về giáo dục, về tài chính đúng không ạ? Chúng ta đi học thì chúng ta muốn con chúng ta uh, sang học ở trường bên Mỹ, chúng ta sử dụng dịch vụ ngân hàng tài chính, chúng ta muốn sử dụng ngân hàng Thụy Sĩ, ngân hàng của Mỹ, ngân hàng của Anh đúng không ạ? Chúng ta muốn sử dụng uh, Citibank, chúng ta muốn sử dụng JP Morgan Chase, chúng ta muốn sử dụng UBS chúng ta muốn sử dụng Credit Suisse đúng không ạ chứ chúng ta đâu có muốn sử dụng Bank of China đó nên là cái việc mà Trung Quốc họ đang cố gắng họ có ảnh hưởng của họ ở trong cái thị trường tài chính toàn cầu đó cũng chỉ là việc mà những cái quốc gia phương Tây ngày xưa họ làm thôi và bây giờ họ vẫn giữ được cái địa vị của họ việc rất là bình thường khi mà các bạn mạnh lên các bạn sẽ muốn cái sự ảnh hưởng của bạn nó lớn đúng không ạ và cái thị trường tài chính là một cái thị trường nó có ảnh hưởng rất là nhiều bây giờ không ai đánh nhau nữa nhưng mà thông qua thị trường tài chính thì người ta có thể có cái tác động rất là nhiều tới cái an ninh, cái sự ổn định của những cái quốc gia. Tuy nhiên thì như các bạn thấy là Trung Quốc họ vẫn chưa giải được cái bài toán về mặt truyền thông, họ vẫn chưa lấy được lòng của mọi người dân ở trên thế giới. Thực tế thì con cháu của những gia đình giàu có khá giả ở Trung Quốc họ vẫn muốn sang Mỹ, họ vẫn muốn theo cái văn hóa của phương Tây. Và nói thẳng ra thì bây giờ thế giới họ vẫn đang có một cái sự nghi ngờ, nghi ngại với cả Trung Quốc, họ vẫn anti Trung Quốc rất là nhiều nên cái việc mà những cái vị doanh nhân như là CZ họ rất là hiểu tâm lý của đám đông họ rất là hiểu tâm lý của mọi người họ luôn luôn khẳng định rằng họ là công ty quốc tế và tìm mọi cách để thể hiện rằng là họ là công ty quốc tế cho dù họ là công ty trung quốc là một điều rất là dễ hiểu đó và các bạn thấy khi mà cái nền tài chính truyền thống nó đã bị thống lĩnh bởi phương tây rất là kinh khủng rồi đúng không ạ à, hệ thống swift này rồi hệ thống ngân hàng rồi cái việc các bạn muốn gọi vốn này kia các bạn đều phải thông qua phương tây hết ngay cả những cái chính phủ uh, ở trên thế giới cũng phải sử dụng dịch vụ của Goldman Sachs, vẫn phải sử dụng dịch vụ của JP Morgan Chase. Đơn giản là bởi vì những ngân hàng này họ đã có cái network, họ đã có cái mối quan hệ của họ từ hàng trăm năm nay rồi. Đó không thông báo họ thì không cách nào xoay được tiền, rất là khó. Đó thì um, Trung Quốc hoặc là Nga cũng vậy, họ đã nhận ra là bây giờ để mà chen chân vào một cái hệ thống tài chính mà đã do phương Tây xây dựng và đã có cái uy tín, đã có sức mạnh như vậy thì thực sự là không thể thì bây giờ chỉ có cách là họ nghĩ ra một hệ thống mới đúng không ạ và mình nghĩ crypto nó là một trong những cái ý tưởng đó tại vì thực ra bây giờ nói là money game nhưng mà bản chất con người thì ai cũng thích một cái gì đó có thể cho người ta kiếm tiền nhanh đúng không ạ nên là crypto nó thu hút rất là nhiều cá nhân tham gia vào cái thị trường này và trước đây thì CG cũng đã chia sẻ một cái bài báo một cái bài blog về việc là chính phủ Trung Quốc đã nhận ra tiềm năng của crypto từ lâu và họ đã ngầm đầu tư vào thị trường này rất là nhiều thì mình nghĩ đó cũng là vấn đề hiển nhiên thôi đúng không ạ? Khi mà các bạn không thể cạnh tranh về cái bảng tài chính truyền thống thì các bạn bắt buộc là sẽ phải tìm một cái ngách nào đó để các bạn vào. Và cái ngách crypto là một cách rất là tiềm năng. Mặc dù là nó chưa chính thống nhưng mà nó rất là tiềm năng tại vì mọi người tiếp cận vào nó rất là dễ rất là đơn giản bất cứ ai thế giới cũng có thể tiếp cận vào thị trường crypto thì ngược lại nếu mà trung quốc xây dựng được ảnh hưởng của mình ở trong cái thị trường crypto thì họ cũng có thể tác động tới cuộc sống của rất nhiều người ở trên thế giới đó một cái điều rất là đơn giản như vậy thôi mình thì mình hy vọng là khi mà trung quốc họ mở cửa ra đúng không ạ họ phát triển kinh tế này kia thì họ sẽ có thêm cái nguồn lực nguồn tiền vào thị trường này và sẽ xây dựng thêm cái thị trường này này lên và tìm mọi cách để mà thu hút nhiều người vào cái thị trường này hơn đúng không ạ thì sẽ sinh ra nhiều cơ hội hơn để cho nhà đầu tư nhỏ lẻ như chúng ta có thể tận dụng và khai thác. Không biết là crypto có thể trở thành mainstream được hay không, nhưng mà nhỡ nó trở thành mainstream mà Trung Quốc họ kiểm soát được hệ thống tài chính mới này thì đó sẽ là cái điều mà Mỹ và phương Tây không muốn chút nào. Bởi vậy nên là phía Mỹ họ cũng rất là nhanh chóng trong việc triển khai nguồn lực để mà gia tăng sự ảnh hưởng của mình đối với cả thị trường crypto. Ngày hôm thứ năm vừa qua thì cơ quan quản lý tài chính của bang New York đã công bố văn bản hướng dẫn về các cái thông tin mà các ngân hàng dưới quyền quản lý của tổ chức này phải nộp khi mà những ngân hàng này muốn được cấp phép để hoạt động ở trong lĩnh vực crypto. Một trong những văn bản hướng dẫn rõ ràng và cụ thể nhất cho các đơn vị muốn cung cấp dịch vụ về crypto thì nó hướng dẫn các ngân hàng về việc nộp kế hoạch kinh doanh ra làm sao. Đó, rồi hãy nói xem là cái kế hoạch đó sẽ ảnh hưởng tới cái nguồn vốn, tới hoạt động của ngân hàng hiện tại như thế nào. Đó, nói chung là các bạn là ngân hàng ở Mỹ các bạn muốn mở rộng về crypto các bạn muốn cung cấp thêm dịch vụ về crypto thì các bạn có một cái form một cái guideline rất là cụ thể để các bạn điền và các bạn có thể đẩy nhanh cái quá trình xin giấy phép thông qua cái guideline này thì um, đây là một cố gắng nhằm bảo vệ người dùng sau sự sụp đổ của FTX nhưng mà bản thân mình nghĩ là đây cũng là một cố gắng để mà phía Mỹ họ có thể đẩy nhanh cái quá trình họ có thể làm cái quá trình thủ tục này kia nó dễ dàng hơn đúng không ạ để mà các cái doanh nghiệp mỹ có thể dễ dàng dồn nguồn lực để mà đầu tư vào lĩnh vực crypto này đúng không ạ tại vì uh, cái điều này nó cũng hiển nhiên thôi khi mà các bạn thấy đối thủ của mình đối thủ số 1 của mình họ đang làm cái gì đó để mà họ cạnh tranh với mình thì các bạn phải có những biện pháp để các bạn phòng ngừa đúng không ạ chứ không thể nào mà các bạn để yên cho ông trung quốc ông ấy lộng hành ở thế giới crypto được đó nên là mỹ mình nghĩ cũng sẽ phải nhanh chóng để mà phát triển là những cái doanh nghiệp và crypto của mình để mà mở rộng ảnh hưởng của mình ở trong cái lĩnh vực crypto này đó tại vì um, cái rủi ro nếu mà thị trường crypto mà phát triển rất là mạnh trở thành một cái gì đó mọi người sử dụng mà mỹ mà để cho cái thị trường này nó thu rơi tay trung quốc chẳng hạn thì sẽ ràng là một cái điều mà không không hay ở mỹ mà mỹ bây giờ cũng rất là khó để mà cấm crypto một trăm phần trăm đúng không ạ bây giờ cấm cũng không được cấm cũng không được tại vì người dân mỹ người ta đầu tư crypto nhiều các nước khác vẫn đầu tư crypto, Mỹ không thể nào mà họ có một chiến lược để mà họ tự uh, cô lập mình vào như vậy, nên là bắt buộc là họ phải, họ cũng phải dồn nguồn lực vào cái thị trường này để mà họ phát triển cái thị trường này lên, nhưng mà phát triển theo định hướng của họ. Thực sự uh, các bạn nhìn những sự kiện, các bạn uh, đọc những sự kiện các bạn thấy là bây giờ vẫn rất là nhiều cơ hội ở trong thị trường này và mình thì mình kỳ vọng rằng là sang năm 2024, 2025 thì cái uptrend nó sẽ rất là mạnh đó còn 2023 2023 thì mình vẫn kỳ vọng là sẽ có đợt hồi đó nhưng mà hãy xem xem là đợt này bitcoin cái cú giảm hiện tại nó sẽ giảm tới đâu đó, mình thì mình kỳ vọng là sẽ có đợt hồi tại vì um, khi mà họ uh, gom hàng họ gom coin, họ gom bitcoin họ gom đồng coin này kia thì chắc chắn là nó sẽ để nó sẽ để lại những cái dấu ấn ở trên thị trường và chắc chắn là sẽ khiến cho thị trường nó có thể là nó sẽ tăng tăng trưởng trở lại ngắn ở trong năm 2023 ok đó là những thông tin mà mình muốn chia sẻ với các bạn ở trong video ngày hôm nay cảm ơn các bạn đã dành thời gian ngày cuối tuần để các bạn theo dõi video trên kênh Mr. Coin đó luôn luôn là động lực để bọn mình có thể cố gắng làm việc và ra những cái nội dung tốt nhất ngay cả ở trong cái giai đoạn khó khăn nhất của thị trường như này xin chào hẹn gặp lại các bạn trong những video sau